Hello, chào các bạn. Hôm nay đến với một cái video review giày phần mềm. Nghèo quá các bạn ạ. Đang tính chuyển nghề sang làm reviewer. Review một cái sản phẩm chả liên quan gì đến làm phim với lại làm video đâu. Cái này gọi là cái máy tạo độ ẩm nhá. Vợ mình mới mua ở Tiki. Nó kiểu dạng máy tạo độ ẩm phun sương ấy. Khi mà các bạn dùng trong phòng điều hòa ấy, trời này bật điều hòa nhiều ấy thì nó sẽ không khí nó sẽ khô. Đâm ra là khi mà mình ngủ ở trong đấy nhiều ấy thì cái mũi của mình nó sẽ rất là bị khô, nó rất là khó chịu. Đặc biệt là mấy đứa trẻ con nhà mình mà trời này lạnh này nhưng mà nó vẫn bật điều hòa. Đâm ra là vợ mình phải bắt mình order cái này. Cái này mình mua trên Tiki. Bây giờ cái thằng Tiki này hay phết, nó có cái Tiki Now ấy. Order lúc sáng đến chiều nó giao ngay. Cái này có hơn 300 thôi. Gọi là máy tạo độ ẩm phun sương. Hôm nay mình sẽ unbox rồi, tí mình sẽ quay cái video thực tế nó như thế nào. Nhà mình thì có nhiều, dùng nhiều rồi, cũng toàn dùng mấy cái mấy trăm thôi. Nhưng mà nói chung là tương đối tốt. Nhưng mà vợ mình được cái dùng rồi, thời gian này đem cất đi, không biết để đâu. Lại phải mua cái mới. Ok, sẽ unbox. Hôm nào mà làm cái video review thì chắc phải set up cái máy nhiều góc máy để các bạn có thể nhìn cho nó rõ. Chứ còn có một góc máy này thì nhìn nó khó. Mình sẽ cố gắng mình bóc nó ra. Ôi giời, ok, mà em lột được cái giấy bóng, lột được cái áo chữa áo khoác. Đây là cái sản phẩm của Dima, nghe tên thì kinh, nó là Made in China các bạn, sản phẩm của Trung Quốc. Trung Quốc thì nó mới có giá mấy trăm, hàng châu Âu thì... Ôi, mở nó xuống, mình sẽ đặt nó dưới này, xong mình lấy từng thứ lên cho các bạn xem. Cái này là cái xốp. Sau đấy là nó có cái hướng dẫn sử dụng. Có tờ giấy này. Mãi còn tờ giấy warranty card nữa. Tờ giấy bảo hành ấy, phiếu bảo hành. Bảo hành gì với thằng tàu. Hướng dẫn sử dụng. Cái này thì ra nó cũng chả có gì đâu. Hướng dẫn sử dụng thì tí mình mở ra mình khám phá sau. À kinh. Có cả cái nút bấm này. Nút bấm điện tử này. Kiểu cảm ứng ấy. On off này. Timer sleep này, có cái ống đổ nước này, rồi có mấy cái bình này. Đây kệ, mở ra thì các bạn sẽ biết ngay mà. Trông đẹp đấy. Rồi hết rồi, ở trong này chả có gì cả. Có cái hộp thôi, hộp rỗng thôi. Hết rồi. Đây, cái hộp này hết rồi nhá, không có gì. Có cái bình thôi, đấy. Đây là cái bình. Em trông hơi lằng ngoằng vậy. Hôm trước nhà mình nó có hai mảnh ấy, một mảnh là để đựng cái bầu đựng nước, thế còn ở dưới nó là cái chỗ để cắm điện. Thế thôi, cái này nó lại như kiểu cái giống cái gì nhỉ? À giống cái ấm đựng nước à. Cái nồi đun siêu tốc à nồi đun nước ấy. Ok, nó trông có vẻ sản phẩm công nghệ cao đấy. Tí mình sẽ cố gắng là mở ra khám phá nó, tí mình đi đổ nước mình thử chạy nó xem nó có ổn không. Chắc nó phải có cái đèn đóm gì nữa chứ. Ok, đầu tiên. Ui, có mấy cái băng dính nữa. Bọn này dán cẩn thận đấy. Băng dính để chỗ này, cái đầu này nó sẽ phun nước ở đây. Đây cái đầu này này. Đó, có cái đầu các bạn nhìn thấy, có đầu này. Đây. Tí nó sẽ phun nước ra màu trắng và màu nâu. Nói chung là cũng nhẹ nhẹ. Cầm thì tương đối nhẹ. Xung quanh xem là có cái gì không nào. Để bóc mấy cái băng dính này ra đã. Ok. Nhiều băng dính ấy. Chắc nó sợ. Băng dính chắc trong sợ trong quá trình vận chuyển nó bị hỏng. Đây có dây cắm điện nhá. Dây cắm điện này. Điện này, cái này nó xài điện 220. Điện nhà mình ấy. Dây không dài lắm. Dài khoảng tầm... chưa được 1 mét, khoảng 80 cm. Ok, bây giờ mở nó ra. Đó. Thì ở đây nó là cái bầu đựng nước này. Bầu đựng nước nó tách làm hai này. Ở dưới này cái cục này để cắm điện này. Thì ở cái cục cắm điện này thì nó sẽ có mấy cái này. Chỗ này van này. Đấy, van này các bạn nhìn thấy. Đây có cái van này. Thế là cái bầu này nó sẽ cắm ở đây. Và cái chỗ này nó sẽ, tức là bạn nó có một cái lỗ ở cái bầu này cắm ở đây. Thì nó sẽ, nước nó sẽ chảy. Nước nó sẽ chảy để nó có thể phun sương. Bên này có một cái, chả biết là cái gì.
Cái này có cái này giống như kiểu quạt thông gió ấy, không biết phải không. Rồi cái bầu này cũng chả có gì. À đây nó có mấy cái nút này, lúc nãy mình nói với các bạn ấy. Đây có cái nút này này, nút này là nút on off này. Đấy, nút on off này, cái này viên nó kiểu tắt vào thôi, tự ấn vào thôi chứ nó không phải kiểu dạng bật công tắc công tiếc gì. À, sau có timer và sleep. À, chắc phải tí phải bật lên mới biết. Thế còn cái này là bầu đựng nước. Ở trong cái bầu đựng nước này thì cũng không có cái gì cả. Không biết cái bầu này mấy lít, nó không ghi ở đây nhỉ. Là bầu này làm bằng nhựa. Nhựa cứng, màu trắng, trông cũng sạch sạch. Ở đây nó có cái nắp này. Đấy, các bạn tháo này ra để bạn cho nước vào đây. Đấy, cho nước vào đây. Ở đây nó có cái này. Xoang ngăn nước. Ok. À, bây giờ mình sẽ đi ra ngoài mình lấy nước nhé. Mình lấy nước vào đây mình cắm thử nó lên chạy xem nó như thế nào. Đây còn cái nắp nữa. À, cái nắp này nó có cái đầu này, cái chỗ này để phun ra này, tí nữa nó sẽ phun cái này ra. Không biết là cái này nó có cái chỗ chỉnh không, chứ còn cái con lần trước mình dùng ấy là nó có cái chỉnh chỉnh to nhỏ vặn vặn thì nó sẽ phun mạnh, còn vặn vặn mấy bên trái nó sẽ phun nhẹ. Thì cái này để đổ nước vào xem. Không biết là tí nó có phun đầy phòng mình không. Ui, cái này nặng phết các bạn ạ. Cái bầu này chắc nó phải đựng được được nhiều nước phết đấy. Chỗ này chắc là mình không đổ đầy đâu, nhưng mà chắc phải phải dùng được 4 5 hôm ấy chứ không phải ấy. Tại vì nó rất là to. Lắp này vào. Bạn xoáy chặt vào nhé. Xoáy chặt vào đây nó có một cái kiểu giống như là van một chiều ấy, tí nữa mình ấn vào cái khực khực này này, nó có cái ốc này thì nước nó mới chảy ra được. Tức là bây giờ bạn dốc này thì nó cũng không chảy nước ra đâu nhé, không sợ nó chảy nước. Kiểu nguyên tắc nó thế mà mẹ, à quên, nhầm nói vậy. Nguyên tắc nó thế mà tự nhiên dốc nó chảy đầy ra bàn thì thôi. Lắp nó vào. Ở đây nó có cái, đây nó cũng có cái, không hiểu kiểu gì. Đây, à, cái đầu đen này nó lắp ở bên này cơ. Nó có cái ở bên này. Đấy, đúng rồi, xong rồi cái này để nó cố định cái này. Ok. Đó, nó ục 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 lên đấy. Bây giờ sẽ cắm điện. Không biết cái dây điện này nó có cắm đến cái phích cắm của mình không. Reviewer mà không chuẩn bị phích điện. À đây, mình có cái phích điện này đây. Ok, cắm luôn một cái phích điện. Có cái phích điện này cũng tiện. Hôm trước mình đi siêu thị ở trong chỗ chỗ nào nhỉ? Chỗ 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 đâu vừa Aeon gì đấy. Chả biết đọc cái méo cả mồm. Mình cứ đọc là Aeon. Mua cái này cũng được. Cái này của Trung Quốc thôi, nó nhiều ổ cắm, nhiều chỗ cắm. À, cẩn thận người ta còn có cái co che cái này. Ok, cắm rồi nhá. Úi, tít phát phun lên. Ở phòng này thì không nên phun ẩm. À, đặt trong phòng điều hòa thôi. À, rồi ok, bây giờ sẽ có. Ui, camera nó không nhìn thấy à, để kéo xuống nha các bạn. À, cho các bạn nhìn rõ. Rồi, bỏ cái máy tính này ra. Rồi, mình có hai cái máy tính rồi. Một cái máy tính chuyên phục vụ việc chơi bời, một cái máy tính chuyên phục vụ việc làm việc. Đây, đặt nó ra chỗ này cho các bạn nhìn cho nó rõ. Bỏ con chuột này ra. Đấy nhá, nó có cái nút này. Nút này là nút on off nhá. On off, ấn ấn nút này on off này. Ấn này, đấy. Úi, phun lên luôn rồi. Quên chưa đậy cái nắp này vào. Phải đậy cái nắp này đã. Rồi. Đó, phì lên tí thế thôi. Tức mình ấn on off phát là nó phì lên này. Tương đối mạnh nhá. Cái này hơi bị mạnh. Cái này chắc là nếu mà để đây một tí nữa thì chắc là đầy phòng luôn. Ẩm hết phòng luôn, hỏng hết thiết bị. Đấy, có cái nút sleep này nữa này, timer này. À, mình ấn này, có timer này. 03 này, 04, 05 này, 06 này, 07 này. 8, 9 này, 10 này, 11 này, chắc là 11 tiếng. Tức là mình sẽ đặt được một tiếng, không biết là mình sẽ reset là như thế nào. Ấn im nó có reset không? 12.
Ấn im tức là giữ khoảng 2 giây nó sẽ về không. Má phải xem cái hướng dẫn sử dụng. Không không hướng dẫn sử dụng cái này nó lại còn công nghệ chứ nó kiểu không bật tắt. Ok, tiếng có tiếng tàu và tiếng Anh. Rồi. Một là nuzzle này, mấy cái linh tinh không cần. Số 8. Số 8 là display, số 8 là timer, số 9 là display, 9 chỗ này. Và nút on off. Rồi, không có cái gì nói đến cái timer ấy. À đây. Bật này, on off này, ấn này. Ấn và giữ 3 giây để tắt cái phần đặt giờ. Ok. Ấn cái đặt giờ và chọn giờ từ 1 đến 12 giờ và đặt đặt cái timer tức là đặt giờ sau 5 giây. Display display thì cái chỗ này tức là chỗ này nó sẽ hiển thị cái nhiệt độ độ ẩm, current ambient temperature, tức là độ ẩm của mình bây giờ đang 25 mà không biết đơn vị là gì. Không hiểu. Chạm vào nút on off 5 cycle operation set the gear after set 5 second display current. Chả hiểu. Ấn giữ 3 giây, bíp 3 lần thì cái máy này nó sẽ tắt. Còn các cái mã linh tinh, xong đấy là có cái hướng dẫn lau chùi một tuần một lần và để nhiệt độ dưới 40 độ C. Rồi ok. Đổ nước vào. Không 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 thấm nước mưa, không chống được mưa nhé. Chống mưa thì là không được. Thế thì túm lại cái này nó chỉ có cái bật tắt thôi. Chỉ có bật tắt và đặt giờ thì thế thôi cũng được. Nhưng mà thế thì nó sẽ hơi hơi hạn chế ở cái chỗ này, đáng nhẽ nó phải kiểm soát được cái độ ẩm nữa. Tức là nếu như mình muốn xem là hay là mình xoay nhỉ? Ôi, cái đoạn này mình đính chính một tí các bạn ạ. Vừa mang sang kia sử dụng. Tức là cái nút mà on off của nó ấy, thì ngoài cái chức năng tắt ra nhá, giữ mấy mấy giây ấy, thì nó tắt. Thế còn bạn có thể ấn để bạn thay đổi cái mức độ phun sương ra. Nó có 3 nấc nhá, ấn một cái thì nó là 1, 2, 3, nó có cái đèn LED hiển thị ấy. Hiển thị tức là bạn có thể cho mạnh hoặc là nhẹ thì đều ok. Chứ không phải là chỉ nó có mỗi cái chức năng bật tắt như lúc nãy mình review. Ok, mời bạn xem tiếp video. Cũng không được. Mình thế thì mình sẽ ví dụ một đêm mình sẽ đặt có khi đặt khoảng nó bơm phun độ ẩm khoảng tiếng 2 tiếng thôi thì là ok. Úi, mình chạm vào đây rồi. Ấn này. Đấy, ấn để hiện lên timer 1 giờ 2 giờ. Đó, ok. Sau khi đặt 2 giờ khoảng 5 giây sau nó sẽ nháy nháy và nó chuyển về cái độ ẩm là 25. Đang 25, chả biết là 25 đơn vị gì. Đơn vị đo độ ẩm là ml à? Không hiểu đơn vị đo độ ẩm là gì. Đấy. Úi, nhầm. Ồ, đấy, khi mà mình đang dùng mà mình nhấc nó lên nhá. Nó nhấc nó lên này, đây dưới này nó phun này. Đấy các bạn nhìn thấy nó đang phun này. Nó đặt nó xuống. Nhấc nó lên thì cái van nó sẽ tự đóng lại, không sợ. Ok, thôi tắt đi. Tắt thì phải chắc phải giữ. Giữ. Tắt chưa? Chưa tắt. Giữ nào. À rồi, giữ khoảng tầm 3 giây nó sẽ tắt. Ok. Ui. Dùng một tí thôi mà bay hết cả đấy. Ok, đấy là đập hộp. Đập hộp nhưng mà không nhìn thấy đập hộp mấy. Nhưng mà review, cái này là cái máy tạo độ ẩm của Denma Trung Quốc, mua trên Tikinao. Các bạn thích thì các bạn có thể xem dưới phần mô tả, mình sẽ đặt cái để các bạn mua. Mua về để dùng trong cái thời tiết hanh khô này. Để trong phòng khi mà bạn bật điều hòa sẽ tốt cho sức khỏe của các con cái và cho các bạn. Ok, cảm ơn các bạn xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Goodbye.